Trung cuối lộ diện, không phải bánh chưng X2 thịt mỡ, đây mới là chiếc nhân mà người người nhà nhà mơ ước. Hòa chung không khí sum vầy, quây quần bên bếp lửa để canh nồi bánh chưng thì xuất hiện một chiếc bánh khiến nhiều người nhà nhà mơ ước, chính là đây. Bánh này thuộc loại hiếm có khó tìm. Tuy không luộc được cũng không ăn được, nhưng mà quan trọng là niềm vui tinh thần. Chiếc bánh này có thể khiến bạn mỉm cười suốt ngày dài. Bánh này cũng không dùng để ăn mà chỉ để ngắm rồi cười, đếm thì vui. Để lan tỏa năng lượng happy đến cho mọi người, ngồi luộc đống này bên bếp lửa thì chắc chắn nhiều anh em tình nguyện thức đêm trông bánh cho mà xem. Dân tình không quên để lại những bình luận sau khi biết sự xuất hiện của chiếc bánh này. Bánh chưng không cần luộc vẫn chín. Dí chứ bánh này tôi ăn cả đời cũng được nữa. Bánh này không cần gói cũng vuông. Bánh chưng nhân polymer là có thật. Chiếc bánh này chắc chắn là của người giàu rồi, chứ người bình thường thì chỉ có nhân đậu thôi. Mọi người nghĩ sao về chiếc bánh độc lạ này? Comment ngay cho TV Trends mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.